Vâng, lấy xe cho chở ở xi. Chưa lấy xe vào trong chưa? Trời mưa à? Xi với lại cát. Cát thì bây giờ chút nữa xe mới chuyển vào. Chắc khi chuyển cát thì là em chỉ dặn được lái xe thôi. Đấy, em quay cho mọi người thấy là thì vận chuyển Xi vào ấy. Thì là muốn một chuyến xe đấy là hai tải Xi nhé mọi người nhé. Đi vào trong đây nhở. Đây đây là cái đường mà chuyển Xi nhé mọi người nhé. Xi chuyển từ ngoài kia theo con đường này vào nhà phó đây. Chuyển vào được 2-3 tải thôi thì trời mưa. Em đi vào trong thì chắc ngoài em có lấy bạt nó che lại. Mưa to. Qua đây à say? Hả? À? Chắc qua đây thôi. Hả? À? Không, để ở bên chỗ chuồng lợn, em đi lên trên này đi, chắc qua đường trên này. Xong rồi em lăn xuống. Ừ. Mưa rồi, lăn qua đây xuống à? Đây, Xi từ chuyển từ ngoài đường to. Đường to ngoài kia chuyển đến đây này. Đầu nhà em bó này thì là vứt qua đây và để cất ngoài kia, ngoài chuồng bò nhà thằng Xính ấy. Huy Huy giữ xe không được, nó trôi dậy. Mưa to rồi. Cái ném cẩn thận nó bục đấy. Có bục không? Làm nhà em khó này thì nó khó một cái là cái vận chuyển mọi người nhé, chuyển từ ngoài kia vào và đến đây này. Từ Đồng Văn vào đây 18 cây rồi, nhưng mà phải hạ ngoài đường to to sau đấy là phải dùng xe máy chuyển từng tí một đi vào cơ, vì đường nó quá là bé. Nhưng mà cũng được một cái rất là may, đó là cái con đường từ ngoài đường to đi vào nhà em bó đây thì cũng là đường bê tông rồi. Huy lăn xuống là nhập để có bê vào.
Em xem để vào đi tránh mưa đi. Mưa hỏng hết đấy. Lấy bạc nó ra rồi. Ừ. Còn nhiều không? Hai chuyến nữa. À, bị ướt không anh? À? Không ướt đâu đúng không? Đấy, xi này là xi lấy về để xây cái kè nha mọi người nhá. Thì là cũng như mong muốn của các cô chú anh chị Thiên Phước, Thiên Lộc, anh Hoàng, chú Mạnh, thì đó là sửa lại nhà cho em Pó, thì là làm cái sân nó rộng một chút. Thì hôm nay chuyển vào đây trước là 20 tải xi.